thử thách, chạy cho đến khi nhìn thấy 10.000 con bò. Let's go. Mình bắt đầu thử thách hôm nay tại huyện Mang Giang của tỉnh Gia Lai. Thử thách hôm nay của mình là chạy cho đến khi nào nhìn thấy 10.000 con bò. Ê, vừa mới nói cái nhìn thấy 3 con bò luôn nè mọi người. Ê, nhưng mà bay kiếm vài con bò thì không nói, nhưng mà kiếm 10.000 con bò ở đâu ra trời. Cũng hên là hôm nay mình đi du lịch chung với mấy bạn ở trên Mang Giang, thì đây là cái xứ rất là nhiều bò, cho nên mình làm thử thách này thử xem. Các bạn hãy cùng theo chân mình đi tìm nha. Theo như mình quan sát thì Mang Giang rất là phát triển về nông nghiệp nha, cho nên đi ra đường các bạn sẽ thấy chòi lúa hay là máy cày. Nhưng đặc biệt mình rất thích con người ở đây, họ rất ít khi sử dụng những thiết bị công nghệ thông tin, bù lại con người giao tiếp với nhau bên ngoài rất nhiều. Ước gì cái xóm chung cư của tôi ở Sài Gòn cũng vậy. Trời ơi, tôi ở chung cư 2 năm rồi tôi chưa biết hàng xóm mình tên gì luôn. Không, quay lại câu chuyện tìm bò nè, muốn tìm thấy nhiều bò mình phải đi vào những chỗ có nhiều đồng cỏ, không biết trong này có không ta. Ê, tôi tìm thấy cánh đồng rồi nè. Mà cánh đồng cao su ở Mang Giang thì thường là người ta hay chăn nuôi là chính. Ai thì chưa biết, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà cáo được nhìn gần người ta lấy mũ cao su. Còn vườn chuối này ở dưới quê cáo cũng nhiều lắm. Ui, nhìn thấy mây trên đỉnh núi nè mọi người. Ý, nhìn thấy bò đây nè mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tính luôn con bê nữa. Vậy tính ra mới là 13 con rồi chứ có đủ. Trời ơi, tức quá, thử thách gì mà khó ghê. Bây giờ kiếm không ra luôn nè. Đã vậy Mang Giang á, tuy là không khí trong lành nhưng mà nó hơi lạnh lạnh nữa chứ. Cảm giác không khí ở đây nó giống như trên Đà Lạt vậy đó. Nãy giờ không đổ miếng mồ hôi luôn. Thôi thì cứ chạy tiếp xem sao. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà như vậy cũng đâu có đủ số lượng mình cần kiếm đâu. Ủa khoan, một cái trang trại bò sữa. À, trang trại bò sữa Nutimil. Ê, thử thách tìm nhiều bò gì vô trang trại bò tìm là được. Mình có hỏi anh bảo vệ và cho anh bảo vệ coi series của mình á, thì mình được anh cho phép vô nè. Anh còn mời mình ăn kem làm từ sữa tươi trang trại nữa. Nhưng mình nói đợi một lát mình ra đã, còn bây giờ đi tìm bò thôi. Ôi ôi, đồng cỏ rộng quá trời. Theo như mình tìm hiểu thì cái đồng cỏ này rộng tới 500 hecta lận. Nếu mình không nhầm thì đây là cỏ Guinea Mombasa, một loại cỏ rất là chất lượng dành cho bò ăn. Mà cỏ đây nhìn sạch và tươi ghê luôn. Sáng bò ngủ chưa dậy sao mà không thấy con bò nào hết trơn. Thôi đành chạy đi tìm bò tiếp vậy. Mình chưa biết nhiều nhưng mà hồi nãy mình có tra thì thấy đây là trang trại có quy mô khép kín rất lớn tại Việt Nam. Trời ơi, nhìn thấy bò rồi nè, cuối cùng cũng thấy bò rồi. Trời ơi bò ơi, tao thương mày quá à. Chạy sáng giờ mới gặp mày á. Ê, có con bò có đốm trắng hình trái tim đó nè. Theo như mình tìm hiểu thì trang trại bò sữa Nutimil á cung cấp cho khu vực chuồng bò này một cái hệ thống phun sương làm mát. Ê, tôi đứng kế mà tôi còn mát luôn, huống chi con bò. Còn ở cổ mỗi con bò sẽ đeo một cái chip theo dõi sức khỏe, còn phía trên tai bò thì sẽ có những cái tắc màu khác nhau. Cái tắc màu hồng này là dành cho những con bò có sản lượng sữa nhiều nhất và chất lượng nhất. Đếm sơ sơ nãy giờ là cũng được mấy ngàn con bò đó, nhưng mà mình vẫn chưa thấy đủ 10.000 con bò, cho nên mình phải tiếp tục cuộc hành trình thôi. Bây giờ mình sẽ tới khu vực chuồng B. Ê, mà B vẫn tính là bò con đúng không ta? Trời ơi, dễ thương quá trời, dễ thương luôn à. Nhìn muốn ẵm em về nuôi ghê á. Cáo để ý nha, mấy em B khác với mấy em bò, mấy em dạng hơn rất là nhiều. Mình lại gần thôi là ngoắt đuôi chạy lại cho mình nựng á. Cũng giống như bên chuồng bò, mình thấy vẫn có hệ thống làm mát rất là ok luôn. Theo từng độ tuổi á, các bé sẽ có những cái chế độ dinh dưỡng khác nhau, cứ như em bé vậy đó ha. Một bình sữa bò như vậy là 2,5 lít một ngày ăn 3 cữ. Và mỗi một em sẽ có cái củi riêng của mình á. Mới đầu mình nhìn thấy bò và các em B sống trong chuồng, trong củi thì mình cũng thấy hơi lo. Nhưng mà khi đến cái khu vui chơi cho bò thì mình mới thấy ngược lại. Bò trang trại được nuôi thả và được cho ăn cỏ thoải mái. Đặc biệt là mình hoàn toàn có thể bước vào để mà mình giao lưu, mình chơi với bò được luôn. Có những việc tưởng dễ nhưng mà không hề dễ đâu nha. Muốn cho bò ăn á, mình phải có cái mẹo. Mẹo á là mình phải ngồi thấp xuống ngang tầm mắt của bò để cho bò không sợ. Ê, nhưng mà nói vậy thôi chứ có một số con nó dạng người lắm, nó ăn thẳng luôn à. Mà nói về dạng người á, sao bằng được mấy bé B. Nhìn mấy bạn B này nhỏ nhỏ con vậy thôi chứ thật ra sinh ra đã 4 mấy ký rồi đó, rất là năng động luôn. Chẳng những thế còn rất là thân thiện luôn, không biết mình là ai cứ gặp là ngoắt đuôi. Mà dĩ nhiên là giống mấy em bé vậy đó, cực kỳ háo ăn luôn. Thật sự mấy bé này ăn không biết no luôn á, ăn đã xong á còn phải đầu nằm. Ủa sao nguyên cái mặt trắng bốc có hai cái đốm đen vậy? Ủa gì đây, bà phải bò sữa không gì bà? Bây giờ mình sẽ chạy ghé ngang một nơi, đó chính là nơi sản xuất thức ăn cho bò. Đây là nơi sẽ sản xuất khoảng chừng 350 tấn thức ăn cho bò mỗi ngày với hơn 11 công thức, tùy theo độ tuổi của các cô bò và bê. Thức ăn sản xuất liên tục cho nên phải chứa bằng mấy cái xe lớn này mới nổi. Còn ở đây là một cái địa điểm rất là đặc biệt nha, trung tâm vắt sữa. Đây sẽ là nơi mà trang trại Nutimil vắt sữa bò, cho ra những cái sản phẩm sữa chất lượng nhất từ các cô bò. Theo từng cái khung giờ trong ngày á, các cô bò sữa sẽ lần lượt xếp hàng và di chuyển vào cái khu vực vắt sữa. Ủa rồi cô này không chịu vô là sao? Bà đứng yên lại xong mấy đứa sao không dám đi lên luôn. À thì ra là người ta muốn chào mình một cái đó mà. Hello. Sau khi các cô bò sữa đã xếp hàng đi vào khu vực vắt sữa ngăn nắp rồi á, thì các cô bò lúc này sẽ được vệ sinh sạch sẽ và quy trình vắt sữa khép kín sẽ được diễn ra. Các sản phẩm của Nutimil cũng sử dụng một nguồn duy nhất từ trang trại Nutimil này, vì nó có chất lượng cao với hàm lượng đạm lên tới 3.5 gram đạm trên 100 ml. Lượng sữa đo được hiển thị trên cái đồng hồ này nè. Dạ cô ơi, cho con hỏi là không biết ở đây là cái trang trại của mình khoảng tập bao nhiêu con bò ha?
ở đây cả vừa bò mà vừa bê luôn là cỡ 12.000 con. 12.000 con, cảm ơn cô. 12.000 con mọi người ơi, ít gì là giữa KPI mà cần tìm luôn rồi. Lúc ra ngoài mình mới sực nhớ buổi sáng anh bảo vệ ngoài có hứa tặng kem cho mình ăn thử, nên mình ra ngoài đòi được ảnh 3 cái kem nè. Đây là kem Nuvi sữa tươi, có 3 vị sữa tươi: sữa tươi trái cây và sữa tươi lúa mạch. Nhưng mình chỉ xin anh 1 cây mình ăn thử thôi. Mùi lúa mạch thơm quá, đúng là kem làm từ sữa tươi chất lượng từ trang trại có khác. Trời nóng nóng mà ăn cái kem Nuvi sữa tươi vô nó đã. Vậy là mình đã hoàn thành thử thách kiếm 10.000 con bò rồi. Bây giờ các bạn còn thử thách nào nữa, thách mình luôn đi nha, để mình làm.